những giờ phút cuối cùng của ông Lê Xuân Cựu tại nhà riêng tại tỉnh Ninh Bình. Nước mắt trào dâng của người vợ và những người con khi phải tiễn chồng cha đi xa. Tâm nguyện cuối cùng của ông Cựu trong giây phút này là được tặng lại giác mạc của mình cho những người mù lòa. Và cả gia đình ông đều đồng lòng biến tâm nguyện đó thành hiện thực. Cứu một người phúc đảng hà xa thì mình cũng thấy nhận thấy là cứu được người ta cũng như cứu mình. Ông thì ông bảo nếu mà cần thì mà qua đời là ông sẽ hiến tất chứ không phải cái gì cả. Ông bảo vậy. Thế còn bây giờ chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng là mong giữa gia đình và cộng đồng càng lan tỏa. Ngày 10 tháng 10 năm 2019, ông Lê Xuân Cựu đã trút hơi thở cuối cùng. Nhận được điện thoại từ gia đình, những cán bộ của Ngân hàng Mắt Trung ương ngay lập tức đã lên đường. Sau gần 2 tiếng di chuyển, họ đã có mặt tại gia đình để tiếp nhận đôi giác mạc từ ông Lê Xuân Cựu, thực hiện di nguyện cuối cùng của ông. Ông Cựu không phải là người đầu tiên trong gia đình hiến giác mạc. Trước đó, con trai ông là thiếu tá Lê Hải Ninh đã hiến toàn bộ mô, tạng, cứu sống nhiều người suy tạng và đem lại ánh sáng cho hai người mù lòa. Với gia đình ông Cựu, đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là mong muốn trái tim và đặc biệt là đôi mắt của hai bố con sẽ sáng mãi trong đôi mắt của những người mù lòa kém may mắn. Ai mất đi rồi nhưng mà để lại cái gì đấy thì người thân có một cái động viên rất là lớn. Cảm giác như lúc nào mình cũng có người thân bên mình, động viên mình. Đi theo suốt cái chặng đường của mình khi mình đang còn đi làm công tác rồi là sinh hoạt. Dù là mình không gặp được hình bóng nhưng mà vẫn còn sống ở trên đời, cho nên quyết định là hiến như vậy để giúp cho cái sự sống của em được kéo dài. Nên là giúp bây giờ giúp cho người khác nữa và quyết định rất là nhanh, chỉ trong vòng có nửa tiếng thôi. Chỉ có đơn giản thế thôi. Giác mạc sau khi thu nhận được bảo quản tại Ngân hàng Mắt và các bác sĩ Bệnh viện Mắt Trung ương sẽ tiến hành phẫu thuật ghép cho người mù do bệnh lý giác mạc. Một tuần sau, giác mạc của ông Cựu đã được tiến hành ghép cho hai bệnh nhân mù lòa. Ca mổ được tiến hành nhanh chóng trong nhiều giờ đồng hồ. 3 ngày sau ca mổ, ánh sáng đã trở lại với những bệnh nhân này sau nhiều năm chìm trong bóng tối.